chào người trở lại với channel của mình mình là Ryan Lê và hôm nay trở lại video cực kỳ hấp dẫn đó chính là mở 200 gương phúc đại phiên mãn thì mình sẽ hôm nay mình sẽ mở gương xong rồi mình sẽ lấy con thần thú cho anh em để anh em xem nha thần thú trong event này là thần thú thú cưỡi uh, tự quỳ con này cũng uh, rất là đẹp nha anh em thì bây giờ mình sẽ cố gắng mình uh, làm hết event để uh, cho anh em cái uh, xem thần thú thế nào nha thì trước khi vào video là phút quảng cáo của mình là bên mình có bán thẻ xin để các bạn tự lập survey vận hàng lên tới chiết khấu 9% và mình sẽ dựng up vì hoàn trả full móc với giá là 12 Uh, full móc sẽ là một uh, là 120k cho một min cũng như là uh, bán kim đồng on server giá 215 và thu mua lại khí linh kim long của anh em và mình sẽ tư vấn cho các bạn đúc khí thì những anh em mà chuyên đúc khí ấy thì có thể uh, vào tem đúc khí của mình thì tem mình đúc uh, đa số uh, cái tỷ lệ ăn uh, rất là cao nha anh em. Thì anh em uh, cần tư vấn hoặc là cái vấn đề đúc khí ấy, thì cứ liên hệ mình. ai à, ở Sài Gòn thì có thể cà phê giao lưu nha. Uh, và mình uh, sẽ nhận uh, tư vấn các vấn đề trong game và bạn đừng quên like subscribe kênh ủng hộ mình thì bây giờ mình sẽ mua luôn cái event này đây thì mua ở đây giảm giá mua hết 12 gương ở đây sẽ là uh, 170 gương mặc dù ở đây thì mình không có cần mua nhưng mà mình biết uh, số mình xui lắm mở thế nào cũng uh, 200 gương mặc dù mình mà uh, mình bán kim long cho rất nhiều người nha cái này thì ai mua kim long mình là biết bán kim long uh, cho anh em mới mở ra huyền tinh chính huyền tinh 7 rất là nhiều đúc khi linh nổ rất là nhiều luôn nha thì cái này là khỏi phải kiểm chứng rồi anh em mua là đều biết mà à, Thì bây giờ mình sẽ mở thôi mở lần năm gương đi Ok Mở năm cái là năm cái là y Phía này mới vậy Hồng thạch mở rương phúc đại đá bách hoa lộ nha Này ngon nha Này phiên mới mới nha Này đã đổi quà cũng được đấy ok năm gương năm gương năm gương Ý ra thiệp ngon nha Thiệp vàng chân nguyên Event này ra thiệp ngon dưới người ta Thua má ơi ra thiệp dữ rồi Thiệp ngon chứ bộ Nó ra thiệp chân nguyên hơi bị xịn nha Kim bảo 444 cũng được Nói chung event này nên chơi anh em Anh em nào mà uh, Anh em nào mà chơi này là bắt event em mở ngon chứ bộ Chứ anh em kêu mở xui thấy mình thấy mở ngon quá trời mở ngon Ngon quá, mấy đá này để cũng ok này Đa số thì anh em chơi chơi nếu mà chơi mà để giữ top đó, là mỗi cái event này các bạn nên uh, nên nạp các bạn bắt buộc phải nạp hai thứ thứ nhất là full hoàn trả cứ thằng thứ hai những cái event này các bạn nên nạp full uh, 12k kim Long là mỗi tháng các bạn muốn chơi mà cái game này các bạn mà giữ các bạn mạnh đó, là mỗi tháng xương xương nữa các bạn phải tốn 5 triệu chắc chắn các bạn tốn 5 triệu là cách tiết kiệm là cách mà tăng tiến sức mạnh nhiều nhất ở đây nhiều bạn cứ bảo là uh, game mất cân bằng cái trái kiểu các bạn chơi game nhà hành phát hành game thì tất nhiên các bạn nạp tiền nhưng mà các bạn nạp tiền như thế nào để giữ tớp nó là vấn đề giả sử như các bạn nạp tiền mà bạn biết chơi thì người nạp 5 triệu có thể bằng những người nạp 50 triệu nha quan trọng là cái cái thời gian và cái cách bạn build đồ nó xa ra xíu nên này mình chỉ thật nha có nghĩa là mình chơi rất là nhiều game có rất là nhiều bạn biết chơi các bạn nó nạp 5 triệu nhưng mà bằng những anh tớp nạp 50 triệu nhưng mà ạc à, của họ không bằng họ không phải là không bằng nhưng mà sim sim sức mạnh nhanh ngang nhau nha anh em cái này mình chia thật luôn nên là cái việc nạp tiền các bạn và chơi những event nào các bạn phải lưu ý là cân nhắc cái event đó có nên chơi hay không như thế nào thì các bạn nên nên cho mình nha tùy mỗi người thôi giống như nhiều anh em bảo là à, hoàng hoàn trả không cần chơi hoàn trả nếu mà anh em chưa full cái bánh ít đấy bánh kỹ năng ấy là bắt buộc phải ăn ăn full cho mình full xong các bạn hay không chơi nó ok nhưng mà phải full cái bánh đó là năm điểm tiềm năng và kỹ năng ấy nó phải nói là nó rất là cái sự khác biệt cho anh em luôn nha có một điểm kỹ năng mà hơi khác biệt cho anh em thôi xong rồi anh em chơi những cái event này tùy mọi người giả sử như event những ra những cái đồ các bạn cần ấy thì bạn chơi còn những đồ không cần thiết thì bạn không nên chơi nhưng mà theo mình những cái event này nếu mà trong nhàn top ấy trong nhàn mặt top ấy nha top 10 ấy, nên chơi còn những cái bạn chơi mà uh, Trung trung ấy thì up event hoàn trả thôi nha còn anh em mà chơi mà chơi mà tùy anh em nếu mà anh em chơi chai ấy thì vẫn được nhưng mà chơi chai xong mà canh những anh top nào nghĩ game bán ngạc rẻ rẻ ấy thì xúc luôn ngạc hai ba hai ba chục triệu mình chơi. Tại vì những người đó nạp cũng phải vài trăm triệu rồi bán lại hai ba chục thì quá rẻ xúc về mình chơi. Thì từ một mà từ một uh, cây chai tháng tốn uh, 5 triệu thì bạn bố tốn 30 triệu đó bằng ngạc top rồi Đấy Thì nói chung sẽ có rất nhiều cách để anh em uh, chơi để anh em quan trọng chơi đúng thôi Vậy anh em mở quá chơi thiệt luôn, ngon quá, mấy cái đá kia thì anh em chọn hình xui thôi Bây giờ mình chưa thấy cái gì ở bức phá nha, một cái sự bức phá, cái con ngựa chắc mình Lót cuối luôn, còn quần đùi gì nữa Giờ này ngọn ngựa gì nữa Vậy anh em hỏi mình cái mật tịch trung với mật tịch cao ấy Làm sao mắt 10 trên 10 À, khi các bạn úp gấp 100 trăm rồi có mấy anh em hỏi ủa xem úp gấp 100 trăm rồi mà mực tịch em mới 7 trên 10, thì cái khi mà anh em nâng cấp mực tịch nó là hên xui nha khi mà bạn max cấp 100 trăm mà nó uh, 10 trên 10 thì ổn uh, nó 7 trên 10 thì bạn phải bỏ cuốn đó các bạn uh, quăng cuốn đó các bạn úp cuốn khác nha để lấy lại cuốn mới thường thường anh em mất 10 trên 10 ấy nó phải tốn phải uh, 6 7 cuốn ấy cái này là theo uh, uh, kinh nghiệm của anh em nha anh em chia sẻ rất là nhiều có nghĩa là anh em cần hiểu vấn đề nào trong game ấy thì cứ liên hệ mình hoặc là anh em hỏi trên group ấy để các bạn chơi game các bạn sẽ tiết kiệm hơn chứ các bạn mà búp lung tung ấy nó tốn kém lắm chi phí đó các bạn sẽ để up lên cái set killing linh là cái set mà không có mức giá trị trong game này nha còn những vật phẩm khác thì bạn chơi nó sẽ mất giá trị thôi này 200 thấy không cấp 200 có ngựa luôn lụm ngựa liền con ngựa của tôi đâu đây? Tử Quỳ đây. Tử Quỳ đây, anh Tử Quỳ xuất hiện đây. Ý, ngon nha. Ô, con này là Tử Quỳ là con trâu nha, con trâu này là Tử Quỳ là trâu mã vàng luôn. Đẹp nha, ngầu nha. Ồ, nhìn giống như nhìn giống như hồi xưa hồi xưa Tây Du Ký mà cưỡi uh, tập gì mà cưỡi trâu, đó. nhìn ngầu dữ trời. Trời ơi, Ngưu Ma Vương em đúng rồi, tập Ngưu Ma Vương thôi, ngầu nha, đẹp nha từ từ để vô cái vùng ngoại trang thôi coi kỹ rồi nè với anh em nhìn nó cũng sang sang ấy này là nhìn kiểu mà tướng tướng mới mang được con này nha. nên event này chơi anh em mà thích chơi uh, thu thập ngoại trang á thì mỗi event này nên chơi uh, mát cho mình nha nói chung mình thấy 3 triệu nó cũng tùy tài chính của mọi người chứ ba triệu để chơi ven này thôi hay mình là nó quá cũng quá rẻ nó cũng không quá đắt lắm anh em nha nó kiểu giống như là anh em cứ suy nghĩ thoáng ra là anh em nạp game là cái đó là giống như cái phí duy trì để cái game phát triển thôi chứ anh em đừng nghĩ xa xôi giờ nạp cúng gì mà nhiều khi anh em cứ giữ tâm trạng mình nó thoải mái chơi game nó vui vẻ anh em đây thì mình sẽ mở hết cho anh em coi rồi thì trong anh em cần mình làm video về các vấn đề nào nữa thì comment dưới nha thì ở trong video sau chắc mình sẽ làm cái clip bk thiên dương đi của tiểu màn thầu này, tiểu thầu ở server này cũng hơi bị kinh nha. ok, thì mình uh, xin uh, chào tạm biệt và các bạn đừng quên ủng hộ up event này bán kim long cũng như thu mua cái linh on server mình nhé và đừng quên like subscribe uh, ủng hộ mình. chào mọi người, hẹn mọi người trong video kỳ sau. chào mọi người.